Mình sẽ học về cái đường ống dẫn khí trong hệ cơ quan hô hấp. Và như chúng ta thấy thì trong cái đường hô hấp ấy, cái đường ống dẫn khí nó bao gồm các thành phần như là phế nang, phế quản, khí quản, khoang mũi, vân vân. Thì khoang mũi thì nó chia làm khoang mũi thì nó chia làm 3 phần, gồm là hai lỗ mũi trước, khoang tiền đình, hai lỗ mũi sau. Và khoang mũi thì khá rộng và nó được cấu tạo từ xương và sụn. Khoang mũi chia đôi bằng mảng thẳng của xương sàn và xương lá bía. Như vậy thì chúng ta nhớ trong khoang mũi gồm có các đặc tính sau đây. Nó gồm có hai lỗ mũi trước và hai lỗ mũi sau là một. Cái thứ hai, nó được cấu tạo từ xương và sụn là hai. Cái thứ ba là nó được làm từ mảng thẳng của xương, cái chia đôi nó làm từ mảng thẳng của xương sàn và xương lá bía là ba. Cái thứ tư là ở phía trên nó là xương, nó có xoang tráng, và ở ở phía cuối tận cùng của nó chính là lỗ phễu lỗ mũi sau đấy. Và ở vị trí trên trên cái phễu lỗ mũi sau chính là cái xoang xoang bướm. Ở thanh quản thì chúng ta nắm các đặc tính sau đây. Chúng ta có tổng cộng là 5 cái đặc tính. Thanh quản là có liên quan đến chức năng phát âm, cho nên trên trong cái dây thanh trong cái thanh quản ấy, nó có các dây thanh quản và nó đảm nhận vị trí là âm thanh cho tiếng nói con người. Thanh quản gồm các sụn, sụn sườn, sụn giáp, sụn nhẫn, khí quản. Nó có liên quan đến các chức năng hô hấp nữa đấy. Và vì nó có liên quan đến chức năng hô hấp cho nên bên trong niêm mạc của nó, lót trong thanh quản có nhiều cái tuyến trùng tiết dịch đấy, giúp phát hiện ra các dị vật này nọ khi mà nó vào thanh quản của chúng ta. Tiếp theo là khí quản. Khí quản thì ống của khí quản thì khí quản là nó được cấu tạo từ nhiều vòng sụn. Và ta lưu ý có 4 đặc tính sau đây. Khí quản là nó có từ 16 đến 20 vòng sụn làm khung. Và vòng này là vòng bán sụn, bởi vì nó chỉ nó không phải là cái vòng tròn mà là nó là cái vòng đây này, như các bạn thấy đây. Nó chỉ vòng khuyết một một cái thôi. Và ở phía đằng sau là thịt, thịt đúng không? Chiều khí quản là dài từ 10 đến 11 cm, đường kính là 2 cm nằm trước thực quản. Ống khí quản là 16 đến 20 vòng sụn nằm khung, mỗi vòng sụn ở phía sau sát thực quản. Ống khí quản có một phần nằm cổ và một phần nằm ở đoạn ngực, như như chúng ta thấy này. Phần trên này là nằm 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 ở đoạn cổ và phần dưới này là nằm ở đoạn ngực, đúng không? Khí quản thì ta lưu ý này, ta lưu ý có các đặc tính sau đây. Khí quản thì nó có bên trong nó có là các lông lông mô, biểu mô trụ, có các lông chuyển và có các vòng sụn, có cơ khí quản và thực quản. Vòng sụn phía trước là vòng sụn, ở phía sau chính là cơ khí quản, và nó có một phần nằm ở đoạn cổ và một phần nằm ở đoạn đoạn ngực. Tiếp theo là đến phế quản. Phế quản người ta nắm các đặc tính sau đây. Phế quản thì khí quản á, khi mà đến đốt ngực thứ thứ tư đến thứ năm thì chia đôi thành phế quản. Nó chia làm hai loại, đó là phế quản phải và phế quản trái. Mỗi phế quản là dài 3 cm. Đây các bạn nhìn hình, các bạn thấy 3 cm. Một phế quản dài chỉ một tí tí đi thôi, đúng không? Đến rỗng phổi. Và khi mà đến rỗng phổi thì phế quản lại chia làm ba, chạy vào ba thùy phổi, chạy làm ba thùy phổi. Cái này nó chia làm ba này, chạy làm ba thùy phổi đây. Và phế quản trái thì chia làm hai và chạy làm hai thùy phổi đấy. Đây này, chúng ta thấy này,
Phế quản phải nó chia làm ba nhánh, chia làm ba nhánh đúng không, chia làm ba nhánh. Riêng phế quản trái thì nó chia làm hai thủy phổi đấy, hai thủy phổi. Tiếp theo là đường phế nang. Phế nang là một đường tận cùng của đường hô hấp đúng không? Phế nang thực hiện chức năng là trao đổi khí với mao mạch thông qua một cái màng mỏng là 0,7 micromet gọi là màng hô hấp, và mỗi phế nang nó có đường kính là khoảng là 100 cho đến 300 micromet đấy. Đây là đặc tính của phế nang. Chúng ta bổ sung vào đây nhé, là phế nang là một cái đường tận cùng của đường hô hấp đúng không? Ở phế nang thực hiện trao đổi khí, phế nang thực hiện trao đổi khí với mao mạch thông qua một cái màng mỏng. Màng mỏng 0,7 micromet. Micromet chưa? Gọi là cái này gọi là màng hô hấp đúng không? Gọi là màng hô hấp. Chưa? Mỗi phế nang thì có đường kính là khoảng 100 cho đến 300 micromet. Chưa? Đối với phế quản, chúng ta quay lại trở lại phế quản nhé. Phế quản thì đến đốt sống ngực thứ năm và thứ bốn, thứ năm thì chia đôi thành phế quản trái và phế quản phải đúng không? Thì mỗi phế quản dài 3 cm đúng không? Cái thứ hai là đến rốn phổi, đến rốn phổi thì như thế nào? Đến rốn phổi đây này, đến đến đoạn đây này thì nó chia làm một cái nó chia làm hai, một cái nó chia làm ba. Cái bên phải, phế quản bên phải chia làm ba, chạy vào ba thủy phổi. Chính vì vậy khi mà ta mới thấy là có hấp dị vật rồi thì thông thường là phế quản bên phía bên 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 phải là bị nhiều nhất so với phế quản phía bên bên trái. Chia làm hai, chạy vào hai thủy phổi. Đấy. Ở đây ta có một cái bài tập sau đây. Ta có một cái bài tập câu nào sau đây là đúng? Sụn giáp, sụn phễu, sụn nhẫn, sụn thanh nhiệt được nối với nhau bởi các cơ, có đúng không? Thanh quản có chức năng hô hấp nhưng cũng nhưng không có chức năng phát âm, đúng hay sai? Khí quản có phòng sụn hở ở phía sau sát ống khí quản, đúng hay sai? Ống khí quản nằm toàn bộ trên đoạn ngực. Thì trong những câu này, câu đúng là câu A. Những câu còn lại là sai hết. Bởi vì sao? Thanh quản có chức năng hô hấp nhưng nó cũng có chức năng là phát âm nữa. Nó có các dây âm thanh. Chính vì vậy nó gọi là thanh quản, đúng không? Thanh là âm thanh, khí quản là những vòng sụn hở ở phía sau sát sát với thực quản. Thực quản chứ không phải là khí quản. Ống khí quản nằm một phần trên đoạn ngực và một phần nằm ở phổi ở dưới đoạn ngực, đúng không? Đây này, ống khí quản đâu rồi? Ống khí quản này, ống khí quản có 16 đến 20 vòng sụn làm khung này. Đấy, một phần thì nằm đoạn cổ, phần còn lại thì nằm ở đoạn ngực.
Đấy. Bài tập thứ hai, áp lực âm của lồng ngực là khi ta hít vào. Đây là một cái bài tập mà nâng cao, tức là áp lực âm của lồng ngực lại, để các bạn tìm hiểu cái áp lực âm là gì nhé. Các bạn về tìm hiểu áp lực âm nhé, và vai trò của áp lực âm. Áp lực âm đó là khi hít vào âm 8 mm thì ngâm, hít vào là âm 2 mm thì ngâm. Bình thường 8 mm thì ngâm, bình thường là âm 4 mm thì ngâm. Như vậy trong số câu này, câu nào là đúng? Thì các bạn ở câu này các bạn tự về tự tìm hiểu. Đây là một câu mở rộng. Buổi học đến đây là kết thúc.